Bật lửa Zippo 28129ZL Classic Hypolite Green Logo. Bật lửa Zippo 28129ZL Hypolite Green with Logo với thiết kế vỏ bằng chất liệu kim loại mang đến cho Zippo trọng lượng nhẹ nhàng cùng với sắc ánh xanh bao phủ Kiosa. Thuộc dòng Classic phổ thông, chiếc bật lửa này đơn giản mà nổi bật, nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút. Ngay từ khi được lên kệ, sản phẩm đã được săn đón bởi các anh chàng đam mê lửa. Hãy cùng Ambe tìm hiểu chi tiết chiếc bật lửa này qua video dưới đây nhé! Thiết kế nổi bật của Zippo 28129ZL. Đốn tim người chơi ngay từ cái nhìn đầu tiên là gam màu xanh ngọc bích nổi bật, màu sắc sáng bóng rõ nét từ mọi góc nhìn. Nó càng trở nên đẹp hơn trong ánh mặt trời, giúp chiếc bật lửa mang tính sử dụng cao, phù hợp với mọi đối tượng. Gam màu nhã nhặn, thanh lịch không chỉ mang lại sự sang trọng cho quý ông thời thượng, Zippo 28129ZL còn toát sự trẻ trung, tươi mới cho người dùng. Lớp sơn ngoài siêu mỏng, bền bỉ bao phủ toàn bộ bật lửa một cách mượt mà. Hãng đã sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện hiện đại cho phép lên màu cực chuẩn, đồng thời chống chảy xước, phai màu theo thời gian. Đặc biệt, em này có tính chống mồ hôi, không lo để lại dấu vân tay sau mỗi lần sử dụng, càng dùng màu càng sáng mới. Logo ông vua bật lửa Zippo được hãng tinh tế đặt vào phiên bản này như một điểm nhấn ấn tượng. Sắc trắng tinh tế nổi bật trên nền xanh ngọc thanh lịch tạo nên một tổng thể hoàn hảo, đơn giản nhưng không hề gây cảm giác nhàm chán. Bật lửa này luôn nằm trong top bán chạy và đem lại doanh số cao cho hãng. Hiệu năng hoạt động mạnh mẽ. Thuộc dòng Zippo Classic bình dân nhưng lại khoác lên mình thiết kế cực kỳ sang trọng. Hơn nữa, phiên bản này còn cho thấy hiệu năng đánh lửa mạnh mẽ, không kém cạnh các dòng cao cấp của hãng. Zippo đời số mới được thay đổi số lỗ trên buồng đốt, giúp sản phẩm có thể lấy được nhiều oxy hơn, đem đến ngọn lửa ổn định trong quá trình trải nghiệm. Đặc biệt, nó hoạt động mạnh mẽ ngay cả môi trường gió lớn lên đến 40 km/h. Ruột thép mạ chôm chống oxy hóa với khoang chứa xăng lên đến 15 ngày sử dụng. Tuy nhiên, để đạt hiệu năng tốt nhất, người dùng nên châm xăng tối thiểu 7 ngày một lần. Bản lề trong chắc chắn với 5 chấu bền bỉ, kết hợp lực đẩy búa cam giúp Zippo có những âm thanh vô cùng bắt tai. Từng tiếng click trong và để lại âm ngân phía sau, trong khi tiếng lắp lại mạnh mẽ và dứt khoát. Zippo có kích thước nhỏ gọn, vô cùng tiện lợi bỏ túi khi đi ra ngoài. Mục đáy đời số với được hãng gia công tỉ mỉ từng chi tiết. Với năm, sản xuất bật lửa là ngẫu nhiên tùy thuộc vào lô hàng, quý khách lưu ý. Ý nghĩa bật lửa Zippo 28129ZL. Zippo 28129ZL là chiếc bật lửa đẹp tuyệt vời dành cho anh chàng thích vẻ đẹp tối giản, thanh lịch nhưng vẫn đậm chất độc lạ và bụi bặm. Hơn nữa, nó còn được yêu thích với những người đam mê phong thủy và tâm linh. Màu xanh lá đại diện cho hành mộc, là màu tương sinh cho hành hỏa. Do đó, những người mệnh mộc và hỏa rất phù hợp sử dụng. Bật lửa sẽ đem đến nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là tài vận. Bạn có thể khắc tên, logo hoặc hình ảnh ý nghĩa lên bề mặt vỏ của bật lửa. Chắc chắn với nền xanh ngọc sáng này, họa tiết sẽ rõ nét và nổi bật. Tại Ambe, dịch vụ này là hoàn toàn miễn phí cho mọi khách hàng mua sắm Zippo Mỹ. Hãy yêu cầu nhân viên của cửa hàng nhé! Như vậy, dù là dòng phổ thông, nhưng Zippo 28129ZL cho thấy giá trị đáng được sưu tầm. Từ màu sắc nổi bật đến khả năng kháng gió mạnh mẽ. Đặc biệt, em này thuộc top giá rẻ trong những chiếc bật lửa của hãng. Để mua sản phẩm, quý khách có thể đặt hàng nhanh qua website của Ambe hoặc liên hệ trực tiếp đến cửa hàng để nhận hỗ trợ tư vấn. Ambe cam kết giao hàng chuẩn Hoa Kỳ 100%, chính sách bảo hành đầy đủ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe. Nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm nhiều video khác để ủng hộ shop nhé!